Hai cô chú ơi, hôm nay là mẹ dẫn chay đi chơi ở một cái khu này đó. Đây là cái khu trường học nè cô chú. Nhưng mà là có cái trường học người ta có cái này để cho nít nó ra chơi, nó chạy ra chơi nè. Chay là lần đầu tiên đi luôn cô chú, sát bên nhà mẹ luôn. Mơ mốt mà mẹ còn ở đây là chay sẽ đi học cái trường này nè. Dữ ta ơi. Mùa mốt có bà ngoại qua, mùa hè ngoại dẫn qua đây chơi nha. Đó, nắng lên rồi cà chay, nắng lên ấm rồi cà chay. Nãy tự nhiên mất nắng cái hơi lạnh chút hả chay hả? Cái này hả, cái trường này chạy, nếu mà chạy xe hơi tới nhà Ngọc, chưa tới 1 phút là tới nhà Ngọc rồi. Đâm cái sẹt thẳng xuống cái là tới nhà Ngọc liền. Wow, good job chạy đi. Leo lên. Giữ ta, chắc y ngồi chánh luôn à. Lên đi con. Đây, đây mẹ chỉ cho con chơi nha. Con lên đây với mẹ nè. Lên đây với mẹ nè, dậy lên mẹ lên nè. Ừ, lên đi. Sao vậy? Có gì dưới này đâu? Lên đây với mẹ nè. Đã chưa? You like it? You like it? Yeah. Here, put your shoes back on. Tiếp vô. Gió hơi lạnh lạnh nè nghe. Thôi đi về đi, bữa nào ra chơi. Gió này hơi lạnh lạnh nè, tưởng trời đẹp. Ai ngờ bữa nay không có đẹp mà hôm qua. Nay gió hơi lạnh lạnh quá trời. Thôi về đi con. Chơi đây hả, bệnh á. Bữa nào nắng thiệt nắng, ấm thiệt ấm đi chơi ha. Ba hồi mà, ba hồi. Michigan là ba hồi lạnh, ba hồi nóng mà. Thôi đi về. Sao? Sức đu quá con. À, cô chú ơi, bữa nay chay với mẹ ra ngoài ăn nha cô chú. Hôm nay là cái video clip của chay hôm nay là được hai, là cái video clip thứ 200 rồi cô chú ơi. Một con số rất là kinh khủng khiếp. 200 cái video clip. Chưa, lộn trời, nó tầm 77 không, mới có 197 à. Mà kệ nó, 197 cũng coi như 200 đi. Mẹ là mẹ biết mẹ bị tẩu quả nhập ma chay rồi, hết biết đường gì vô đường gì. Hôm nay đố cô chú chay được ăn cái gì rất là đặc biệt cô chú ơi. À, để cho cô chú coi phong cảnh bên ngoài nha chay. Hôm nay chay của chúng ta được ăn Burger King. How special look. Yeah, cô chú biết là thường thường mẹ đâu có cho chay ăn mấy cái này, chỉ là ba thôi. Từ từ ba từ từ đập cho ông đập vào đây nè. Để mày lấy ghế mày ngồi coi. Chờ mẹ thượng tọa cái đó rồi con lấy cái. À, cô chú thấy không? Nào vậy cho cô chú thấy cảnh cảo đẹp đó. Từ từ. Đây thì cái menu của mẹ chay với chay hôm nay có gì? Chicken nugget. À mẹ chưa? Nè. Gì nữa? Cái đổi này đó hả? Rồi sao cầm? Trời đất ơi đó, cô chú thấy nó ham ăn. Ham ăn hốt uống. Mày nó đi. Rồi sáng chút coi. Sáng. Vân ơi mở lên. Rồi. Rồi cái này là cái gì đây chay? Zesty là cái gì đây? Ê đừng có trụng lên đâu. Ồ cái này là cái nước sauce đó. Còn cái này là ranch nè. Đã chưa? Đã. Cái này là French toast nè cô chú. Đừng có con làm rớt nè, làm rớt là tao đập cho một đập nè. Ngon không? Mẹ có rồi. Vô. Ngon. Cái này của mẹ. Cái này là onion rings nè cô chú.
Cái này kênh của con ngọn ăn ha. Ăn cô chú coi. Cho cô chú á hả? À, cho cô chú mày biết rồi. Ờ, dỗ quá. Có hương nước uống nữa nè. Lemon tea. Unsweetened. Unsweet. Không có ngọt. Ngon quá. Ăn trưa đơn giản vậy thôi chơi hả? Chi cho màu mè rùm rè. Cho cô chú ăn chưa? Đúng rồi, giỏi. Cầm cho nó, cầm cho đủ món trên tay, có 3 món, nó cầm đủ 3 món trên tay cô chú thấy chưa? Bởi vậy ngon. Ăn cái con, mày biết rồi. Đừng. Sáng giờ chay đi công chuyện. Ờ tóc quá hả? Ờ mày biết à. Sáng giờ chay đi công chuyện với mẹ về cô chú à. Chay mẹ có một cái một số dental work need to be done. Đi chỉnh sửa một vài cái đi adjust mấy cái răng. Nên là mày chở chay đi. Trời ơi, vô trong đó hả? Mấy cô chú đó hả? Giữ cho chay cho mẹ 1.5 tiếng đồng hồ. Chay vô chổng hả, chay chơi trong chổng có con chó rồi, chay vô chay chơi với chó rồi chay chạy vòng cái nhà khoa rồi hả, mấy cô nha sĩ đồ này kia hả, lấy đồ chơi ra cho chay chơi rồi giữ chay cho mẹ cả tiếng đồng hồ luôn. Chay vô chay làm náo loạn chỗ đó luôn á. Ngon không? Ngon ha. Ăn ơi, không có được ăn vậy thường xuyên đâu. Nên khi được ăn, ăn đi. Con chỉ ăn nhảy với ba thôi. Trời ơi, quá bàn. Cái gì? Thôi để đi. Trời ơi, bỏ miếng đó xuống lấy cái miếng mới. Trời ơi. Thôi bà xạo có nóng đâu bà ơi. Ôi xạo nó mang luôn á. Trời nay sao ui gió nhiều quá trời ha. Gió nhiều mà lạnh hôm qua. Hôm qua 60 mấy độ, nay còn có 50 độ không? Ừ. Ăn xong đi ngủ nha. Hả? Cho cô chú ra, nhìn cô chú kìa. Chú kìa hả? Chấm hả? Chấm hả? Ờ à, chấm rồi chấm ăn. Rồi, ăn đi. Ngon không? Thử á. Ngon. Là ta chấm với ranch nè. Không ăn không? Ừ, hả? Thôi, có nóng đâu mà thổi. Trời mùa hè vui ha. Ha. Ừ. Gật đầu. Uống không? Uống lemon tea không? Trời ơi. Để mày ăn mấy cái này cho. Uống không? Rồi. Xíu thôi. Thổi. Ừ, sợ nó thổi đó, nó thổi đó cô chú. Trời ơi. Chay á, thôi coi coi nhìn trong màn hình cái background của chay kìa. Có bạn kia nói hả, sao chị Ngọc, sao diễn, chị Ngọc diễn quá. Ở trong cái video clip của chay chơi với chay mà chị Ngọc cũng nhìn vô màn hình nữa. Thì cái màn hình nó có cái flip screen là cái lật mặt lên á để thấy được mình trong đó đó. Phải nhìn vô màn hình thôi chứ cái thói quen rồi. Không mà người nói sao nó nói sao mà mấy bạn nói sao cũng được. Chỉ muốn giải thích chút xíu vậy thôi. Giờ cứ quen nhìn vô màn hình không à.
đời là sân khấu mà. Ngọc mẹ với Chay là diễn viên mà. Chay là diễn viên số 1 luôn. Ai nói Chay diễn viên ta? Hả? Chay là the best actress of the year. Who is the best actress of the year? Is it you, JD? Who said that? Who said you are the best actress of the year? Thổi xạo nữa, thổi nữa. Đồ nguội thì thổi, còn đồ nóng đưa không có thổi đâu nè. Thôi nè, rửa mệt mà. Cái gì? Rửa. Thôi, mày tắt máy. Con hơi bị phá rồi đó. À, cô chú ơi, chị chuẩn bị ra ngoài chơi. Ra ngoài chơi nha. Dạ đi con. Giỏi. Khuôn mày miếng. Ô, chào cô chú đó. Thầy hỏi cô chú thấy chay đội nón đẹp không? Ở nè, cái vụ ở nè. Trời đất ơi, dữ. Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Cướp. Wow. Good job, JD. Wow. Sao nữa? Wow, quá xanh điệu luôn cô chú ơi. Nón đẹp quá đó đi, nón đẹp. Hỏi cô chú thấy con nón đẹp không? Để mày lấy dây dép mày mang vô đặt. Ừ, hà đó hả? Ừ, vô đây tối thui cô chú hết thấy con rồi. Đây. Mở ra nha, ra ngoài chơi nha. Biết rồi, từ từ xuống. Rồi xuống đây. Gì à? Lấy con ra hả? Ba dựng á trển á. Nè. Từ từ thôi. Chưa té à hả? Chay mới tắm rửa sạch sẽ xong cô chú ơi. Đi. Trời ơi, giống như là cái gì vậy con? Cái gì vậy? Hả? Hiện tại bây giờ là mấy giờ chay? Gì nữa? Cái bánh á, cái bánh của con qua ăn dục quá chứ ai? Từ từ mẹ phải chạy vô mẹ mặc cái áo, mặc thêm cái áo kìa, mặc thêm áo khoác vô chứ mà cái, ui lại rồi. Chị mặc ở trong hai cái áo luôn cô chú. Trời ơi, nó đi kìa. Ê. Nó đi qua nhà ta ăn cắp đồ chơi phải không? Phải không? Qua nhà ta ăn cắp đồ chơi phải không? Thôi kìa. Đứng hình 5 phút. Làm gì đứng hình 5 phút à? Làm gì đứng hình 5 phút nói mẹ nghe coi. Ừ, cái gì á? Thôi hả? Nó có thôi hả? Chê, ở đây toàn hút thuốc lá không mà chê, thôi đứng lên đi chê. Rồi đánh đi, hôm qua mày chỉ con đánh sao? Hôm qua mày chỉ con đánh sao? Quay qua đây, đánh sao? Nó đánh vậy đó hả? Hôm qua nó thấy hai anh chị kia chơi đó cô chú. Thải sao anh đó thải sao? Trời đất ơi, sao giống vận động viên vậy?
Quýnh, quýnh sao không ba chị đó chứ quýnh sao? Quýnh sao, quýnh sao? Ô ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Trời ơi, cái cây nó bự hơn chay nữa. Mới mốt mẹ đi mua cho chay cái nha. Thôi 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 thôi, đừng có lại chi nữa. Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, một cây chơi đủ rồi. Đi, nhà của người ta mà đi nhà mình vậy. Đi. Đi con. Giờ nó biết rồi, biết nhà này có hai đứa nít nó chạy lên cái nhà này nè, thấy không? Sao? Ừ mày biết rồi, trong đó có mấy cây á. Ừ đúng rồi, đi. Sao bữa nay lạnh quá chay hả? Nay gió nhiều quá, lạnh quá hả? Chờ một chút ba về, ba về ba chơi con nha. Chào cô chú chưa? Ủa qua cô chú cái đây. Ủa qua cô chú cái đi. Ủa qua. Rồi xuống đây. Đi, đi mày dẫn đi ra ngoài đây chưa? Bây giờ đi xuống. Wow, chay ơi, nước bên đây lên nhiều rồi là chay nè. Nước bên đây lên hơn hôm qua luôn nè. Con nhớ không? Con nhớ ông Văn ngồi đây không? Xuống không? Rồi ngồi đây. Rồi 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 rồi. Chơi chào cô chú chơi. Chơi hai cô chú kìa. Đi chơi cô chú chở mình kìa, lại lên. À đầu cát, đầu cát đó. Hôm qua mày chỉ đầu cát đó hả? À à dẫn đầu cát đó. Kiếm cây đầu cát đó cô chú. Qua mày chỉ đầu cát không? Cầm tay này nè. Cầm tay này đầu mới hay. Đó. Đầu cát đây. Đừng đi. Đào thế chứ đừng có đụng. Ồ con dĩ kêu hoa chay. Ngỏng quá. Ngỏng kêu quá. Squash 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 squash. Mày nói gì chay? Good job chay đi. Đi, đi lên đây không? Đi lên đây con, đi lên đây. Lên đây, lên đây. Lên đi, tự lên đi. Gì? Ếch, ếch, ếch. Bành thì ếch. Con nói đi, bành thì ếch. Cởi nó ra làm cái gì nha. Cởi nó ra làm cái gì? Thơ. Đất ơi. Vô phá đồ người ta trong này chứ gì. Mà nó vô. Phong cách mình là phải phong cách đội nón.
này ha. Này ha. Thấy chưa, con là phá đồ đây bể rồi, cô kia dục rồi đó. Dục đồ rồi. Hai. Bay nữa, bay nữa, lụm lụm đổ lên. Lụm đổ lên, đổ lên. Good job. Nữa. Con chạy hướng đó là sẽ bị bay nó ngoài luôn rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Lụm 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 lụm. Con mà đi hướng này là bị đi bay món ngoài luôn, tại cái chiều gió là chiều ngược mà. Ồ, cái gì á? Cái cây vậy hả con? Ừ. À, cái chui chui vậy hả? Ừ. Xì sao? God bless you. Thôi chè, vô chè, gió quá chè. Gió quá. Cái gì? Cây thông, nó đi thông. Kìa, có em bé kìa, cũng được mẹ đẩy đi chơi kìa. Bé kìa được mẹ đẩy đi chơi kìa. Đổ, nó đổ đón lên cái bột của cô chú ra, nó xanh điệu lắm rồi. Nhà bà Su nè chay, nhà bà Su nè. Nhà bà Su với Sophia đó chay. Thôi đi lại kiếm mấy bạn ếch đi. Lại kiếm mấy bạn. Chỉ cô chú lại mấy bạn ếch đi. Ờ ếch đi, con nói đi ếch. Con nói đi ếch. Trời ơi, bữa nay có flamingo nữa chứ. Bữa nay có flamingo nữa chứ. Đó, ớt rồi con. Hè, chay, flamingo với chay màu hồng kìa. Thôi, 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 đừng có ẩm, đừng có ẩm, đừng có ẩm. Đi mày. Ờ, ớt bị ngã nè. Dựng ớt lên. Đó. Còn có ôm ếch chưa? Ôm ếch chưa? Cho cô chú coi ếch coi, cho cô chú coi coi. Cô chú coi ếch nè. Thôi đứng. Đừng 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 đừng. Đây mẹ bỏ lại, bỏ lại. Bỏ lại nha. Bỏ lại đây đi. Chó. Wow, cái vườn nhà này thấy người ta làm vườn dữ vậy. Rồi té. Ai vẫn đi mà không coi đường. Có hàng rào nữa kìa chay kìa. Thôi đi. Đi. Cậy đi, cậy đi. Cậy đi. Nó, rớt nó rồi nè, lụm nó lên. Thấy không? Đợi nó vô, đợi nó vô, đợi nó vô.
Gió gió. Rồi đi hồi lại cái mail bắt luôn á. Vòng vòng lại nhà luôn nha. Đi ra. Đi thẳng được đó về nhà. Rồi quay đây chụp tấm hình, quay đây chụp tấm hình. Quá đẹp luôn. Quay đây chụp tấm hình lại lên. Trời đất ơi. Hên chưa, hên chưa. Phủ tay đi con. Phủ tay sao. Chỉnh nón cho nha. Đi đi. Gần tới nhà đi thẳng đi. Thì thẳng đừng có quẹo lửa đâu nha. Oops. Quẹo. Mình đâu ta? Hả? Hỏi ủa mình đâu ta? Thật nè. Có mấy cái đèn á, nhà nhà này của bà. Ôi con mèo cháy. Mèo kìa. Mèo trên lầu kìa. Kìa. Trên lầu á, đây nè. Đó. Kìa kìa, thấy chưa? Đó, mèo kìa. Ừ, mèo đó. Đó, lụm nón lên. Lụm nón. Đổ vô cho mèo sợ chơi. Để lên. Kỳ. Kỳ đâu? Ừ, kỳ đâu? Kỳ á hả? Đâu phải kỳ, cái đó đâu phải kỳ. Ủa cũng muốn bông mèo hả? Con muốn bông mèo không? Nha. Nha hả? Đâu được đâu, mèo của người ta. Hả? À hả? Đâu được đâu à. Con ạ, à, mẹ cũng đâu được gì đâu. Kỳ hả? À, kỳ. Phải kỳ, đâu phải kỳ nhà mình đâu. Kỳ nhà mình đi chơi rồi. Kỳ nhà mình đi chơi với bạn gái rồi. Đây, nó kìa. Kỳ á hả? Kêu đi không kêu đi. Kêu kỳ. Kỳ đâu chỉ mày coi kỳ đâu. Kêu. Kỳ đâu. Kỳ. Giờ nhìn con nào mà giống con mèo là kêu kỳ hết. Này phải kỳ không? Này đâu có kêu kỳ đâu thấy chưa? Kỳ đâu? Ồ kỳ với chảnh đó hả? Thôi đi về đi. Về kiếm kỳ nhà mình. Về kiếm kỳ nhà mình nha. Bye bye đi. Bye bye kỳ đi. Bye bye nha. Mình đi về nghe. Ờ, con kỳ đi vô rồi. Thôi. Kỳ đâu? Thôi cô chú ơi, video clip hôm nay tới đây xin kết thúc nha cô chú. Cô chú cho cái video clip của bé chay xì cay hô xì dơ một like nha cô chú. Thả tim cô chú sao? Chay, thả tim cô chú sao? Bye bye cô chú đi. Ủa qua. Thôi xuống đi vô. Bye bye cô chú nha. Rồi nó lên.